Những tiểu hoa có phim vượt 100 triệu view, Triệu Lệ Dĩnh, Đàm Tùng Vận, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, những bộ phim hoa ngữ đạt được 100 triệu view là cột mốc đáng ngưỡng mộ và tự hào. Đây là minh chứng cho sự thành công của biên kịch, đạo diễn cũng như dàn diễn viên chính. Tuy nhiên, không phải bất cứ nàng tiểu hoa nào cũng có những tác phẩm làm được điều này. Triệu Lệ Dĩnh có 3 bộ phim vượt 100 triệu view là Sở Kiều truyện, Minh Lan truyện và Thời gian tươi đẹp của anh và em. Nữ diễn viên được nhận xét có khả năng diễn xuất linh hoạt, phù hợp với cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại. Ngoài ra, gương mặt trẻ trung cũng giúp Triệu Lệ Dĩnh có thể đóng cả ngôn tình lãng mạn lẫn phim chính kịch. Triệu Lệ Dĩnh có 3 bộ phim đạt hơn 100 triệu view. Hiện tại Cô được coi là nữ diễn viên quốc dân tại Trung Quốc khi có tệp người xem đông đảo, đa dạng. Những bộ phim cán mốc 100 triệu view của Triệu Lệ Dĩnh đều từng được chiếu đi chiếu lại trên nhiều đài truyền hình khác nhau và có rating khủng, không kém cạnh Triệu Lệ Dĩnh. Dương Mịch cũng có 3 bộ đạt 100 triệu view là Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Người Đàm Phán và Phù Giao Hoàng Hậu nữ diễn viên được nhận xét phù hợp với thể loại cổ trang. Tuy nhiên, những vai diễn chỉ na ná nhau và không có sự nổi bật, đa dạng. Một trong những bộ phim thành công nhất sự nghiệp dương mịch là Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Hơn nữa, những bộ phim này đều đã đã được sản xuất và lên sóng từ lâu. Một vài năm trở lại đây, hầu như tất cả phim có sự tham gia của Dương Mịch như Cáp Nhĩ Tân 1944 hồ yêu tiểu hồng nương nguyệt hồng thiên đều không có kết quả tốt dương tử địch lệ nhiệt ba đều có hai bộ phim lọt vào danh sách là hương mật tựa khói xương cá mực hầm mật và lý huệ chân xinh đẹp em là niềm kiêu hãnh của anh những bộ phim này đa phần là phim hiện đại thu hút người xem nhờ dàn diễn viên đẹp kịch bản không mới lạ nhưng nhiều tình tiết lãng mạn đánh trúng tâm lý các khán giả nữ dương tử Địch lệ nhiệt ba có thành tích phim hiện đại khá ấn tượng. Trong số những tiểu hoa sau 95, chỉ Ngu Thư Hân có phim đạt 100 triệu view là Thương Lan Quyết. Bộ phim được coi là Hắc Mã, mùa hè 2022 khi thu hút lượng người xem khủng liên tục viral trên các trang mạng xã hội Trung Quốc như Weibo, Douyin, Tiểu Hồng Thư. Ngoài ra, phim cũng được các nền tảng chiếu phim nước ngoài mua lại bản quyền. Những cái tên nổi bật khác như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc tuy có nhiều phim hot nhưng đều không có bộ phim nào đạt 100 triệu view. Điều này phần nào cho thấy tệp khán giả của các nữ diễn viên này đều không quá đa dạng, chưa có sức thu hút nhiều khán giả. Trong số các tiểu hoa sau 95, chỉ Ngô Thư Hân có phim đạt tin không hai năm phim ngôn tình xem là muốn yêu siêu phẩm của đàm tùng vận có ngọt hơn lưu diệc phi đàm tùng vận và lưu diệc phi đều có những bộ phim ngôn tình cực ngọt xem là muốn yêu luôn màn ảnh nhỏ hoa ngữ có rất nhiều dự án phim ngôn tình khiến khán giả mê mệt có những bộ phim chỉ xem thôi đã khiến khán giả muốn yêu ngay lập tức vì quá ngọt ngào những bộ phim của triệu lệ dĩnh lưu diệc phi hay đàm tùng vận đến nay vẫn khiến khán giả mê mẩn một Em đẹp hơn ánh sao, mới đây nhất, Đàm Tùng Vận cho ra mắt một dự án phim ngôn tình hợp tác cùng Hứa Khải mang tên Em đẹp hơn ánh sao. Trong bộ phim này, nàng nữ thần thanh xuân gây sốt khi bùng nổ chemistry với đàn em kém 5 tuổi. Không chỉ có dàn diễn viên đẹp, em còn có cốt truyện khiến khán giả cực kỳ yêu thích. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải gây sốt trong Em đẹp hơn ánh sao sau khi trở về nước Hàn đình hứa khải, tình cờ gặp lại kỳ tinh, đàm tùng vận, cô gái anh yêu, thầm 10 năm trước, anh chàng đã dành cho tình đầu sự quan tâm đặc biệt và dần giành được trái tim cô. Câu chuyện tình nhẹ nhàng của Kỳ Tinh và Hàn Đình trong em đẹp hơn ánh sao gây sốt màn ảnh nhỏ. Suốt thời gian dài, hai đi đến nơi có gió, nhắc đến những bộ phim chữa lành vài năm trở lại đây chắc chắn không thể bỏ qua đi đến nơi có gió do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng chính. Bộ phim là sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh đẹp, nội dung hay và dàn diễn viên chất lượng. Thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi đã đem đến cho khán giả một bộ phim chữa lành ngọt ngào đúng nghĩa, chữa lành với câu chuyện tình yêu bình yên của hứa hồng đậu, Lưu Diệc Phi và tạ chi giao lý hiện câu chuyện tình yêu bình yên của hứa hồng đậu lưu diệc phi và tạ chi giao lý hiện khiến người xem sao xuyến đây là tình cảm của những con người trưởng thành có lý tưởng hoài bão ở dự án truyền hình này lưu diệc phi cho thấy diễn xuất ổn định và khả năng tạo chemistry bùng nổ với bạn diễn ba nửa là đường mật nửa là đau thương xuyên suốt bộ phim nửa là đường mật nửa là đau thương chính là câu chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi viên soái la vân hy và giang quân bạch lộc cả hai ở bên nhau từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành và trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời viên soái luôn có những cách bảo vệ tình đầu vừa ngọt ngào lại vừa tinh tế khiến giang quân siêu lòng viên soái la vân hy và giang quân bạch lộc, khiến khán giả tan chảy. Nửa là đường mật, nửa là đau thương cũng là tác phẩm đánh dấu lần hợp tác đầu cực thành công của bạch lộc và la vân hy. Bộ phim được nhận xét sẽ giúp những cặp đôi đang có xích mích được chữa lành, làm người độc thân muốn yêu đương. Sau thành công của nửa là đường mật nửa là đau thương, Bạch Lộc và La Vân Hy còn hợp tác ở trường Nguyệt Tẫn Minh. 4. Cá mực hầm mật Cá mực hầm mật được đánh giá là một trong những bộ phim phim thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử và Lý Hiện. Đây là dự án phim đã giúp nàng tiểu hoa 90 vươn lên hàng lưu lượng đình đám của CBS. Cá mực hầm mật do Dương Tử và Lý Hiện đóng chính. Đến thời điểm hiện tại, Cá mực hầm mật do Dương Tử và Lý Hiện đóng chính vẫn là bộ phim ngôn tình khiến bao người mê mệt câu chuyện tình yêu ngọt ngào của cô gái trong sáng đáng yêu đồng niên và anh chàng lạnh lùng hàn thương ngôn làm khán giả nhớ mãi không quên năm sam sam đến rồi nhắc đến những tượng đài phim ngôn tình của hoa ngữ thì không thể bỏ qua sam sam đến rồi do triệu lệ dĩnh và trương hàn đóng chính mối tình giữa nàng tiểu bạch thỏ sam sam và chàng tổng tài phong đằng ngọt hơn mật làm tan chảy trái tim bao khán giả Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với ngoại hình đáng yêu, ngọt ngào khi vào vai Sam Sam. Vào vai Sam Sam, Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với ngoại hình đáng yêu, ngọt ngào. Trong khi đó, phong đằng của Trương Hàn lại điển trai, lạnh lùng chuẩn nguyên tác. Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn đã có màn kết hợp ăn ý trên màn ảnh và gây sốt đến 10 năm sau. Đến nay, những bộ phim ngôn tình trên vẫn khiến khán giả nhớ mãi không quên bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn có được câu chuyện tình như của triệu lệ dĩnh lưu diệc phi bạch lộc trên màn ảnh